Người dân địa phương sau thảm họa cháy rừng ở Maui, Hawaii, liên tục nhận được lời đề nghị mua lại nhà cửa trên những vị trí đẹp hiện chỉ còn tro tàn. Chỉ vài ngày sau khi mất nhà cửa trong thảm họa cháy rừng Maui, bà Deborah Loeffler, một cư dân ở Lahaina, đã nhận được vô số email từ các công ty đề nghị trả tiền mặt, mua lại mảnh đất trên bãi biển của bà. Bà Loeffler nói, họ đã có sẵn địa chỉ rồi, nên tôi cứ đọc xong là bỏ thôi. Còn hai lá thư nữa, chắc cũng nội dung đó. Tôi chưa mở ra, nhưng cũng bỏ rác luôn rồi. Thế nhưng tôi rất ngạc nhiên, ví dụ như làm cách nào họ có được email của tôi, các thông tin khác và địa chỉ nhà nữa. Những cư dân như bà Loeffler thường là mục tiêu của những doanh nghiệp kềm kền, kẻ làm ăn nhờ thảm họa. Những người này gửi email, tự xưng là nhà kinh doanh bất động sản, báo với các gia đình rằng, có những người mua địa phương có thể chốt giao dịch và trồng tiền mặt trong vòng một tuần nếu những gia đình này muốn rời khỏi thị trấn và bắt đầu cuộc sống mới. Bà nói, tôi rất bực khi họ dám mời chào như vậy. Cho dù họ có nói rằng rất tiếc về những thiệt hại hay đề nghị sẵn sàng giúp đỡ, nếu chúng tôi muốn chuyển chỗ ở, tôi cũng chẳng biết thế nào, nhưng họ mời mọc đại loại như vậy. Những gì bà Loeffler đang trải qua cũng tương tự hiện tượng từng diễn ra ở Paradise, California hoặc phía bắc bang New Mexico khi nhiều người đã đến và tìm cách mua lại các bất động sản bị phá hủy sau những vụ cháy lớn vào các năm 2018 và 2022. Trong buổi họp báo gần đây, Thống đốc Hawaii Josh Green đã cảnh báo giới kinh doanh bất động sản về kiểu mua đất, ăn cướp như vậy. Ông Green tuyên bố, đất đai ở Lahaina được giữ gìn, chờ người dân trở về xây dựng lại. Tôi đã chỉ đạo tổng trưởng lý áp dụng các hình phạt hình sự tăng nặng đối với bất cứ kẻ nào tìm cách lợi dụng nạn nhân để chiếm đoạt tài sản ở các khu vực bị ảnh hưởng. Bà Loeffler hiện cùng chồng tá túc tại một khách sạn cách ngôi nhà bị phá hủy của họ vài cây số. Gia đình bà dự định dùng tiền bảo hiểm xây lại nhà trên mảnh đất ở đường Fran. Đây là nơi mà người ông của bà đã dựng nên một ngôi nhà gỗ sơn xanh từ thập niên 1940. Bà chia sẻ, nơi đây là quê nhà rồi. Chúng tôi đã quá già để đến nơi khác bắt đầu lại. Và như tôi đã nói, đây là nhà. Chúng tôi có cội nguồn gia đình ở đây. Con trai út của tôi cũng muốn trở lại đây lập gia đình riêng. Chúng tôi sẽ không đi đâu cả. Theo Thanh Niên, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.